Kể từ ngày 27 tháng 11 tại trường đại học RMIT Việt Nam, gần 130 tác phẩm sáng tạo của sinh viên ngành thời trang, thiết kế và truyền thông chuyên nghiệp đã được trưng bày trong triển lãm sáng tạo thường niên của trường. Điểm đặc biệt của triển lãm lần này là công nghệ tương tác thực tế ảo AR đã được áp dụng. Triển lãm mở cửa miễn phí cho khách tham quan đến hết ngày 2 tháng 12. Với chủ đề Transparent, triển lãm đã chuyển tải những câu chuyện và nội dung đầy cảm hứng đến cộng đồng. 1/3 các tác phẩm ứng dụng công nghệ tương tác thực tế ảo AR thể hiện trên các thiết bị thông minh như máy tính bảng, điện thoại thông minh. Qua các tác phẩm được thể hiện sáng tạo, sinh động, người tham dự có thể hiểu hơn về khả năng, chuyên môn và kỹ năng của sinh viên. Tại triển lãm, sinh viên ngành truyền thông đã giới thiệu các chiến dịch truyền thông phản ánh những vấn đề xã hội thực tế ở Việt Nam như tình trạng say xỉn, nạn bạo hành trẻ em và ngược đãi trong gia đình, cũng như các chiến dịch tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam như chiến dịch quảng bá trà của nông trại Việt, ẩm thực đường phố. Đến với sinh viên ngành thiết kế thời trang, khách tham quan được cập nhật các xu hướng hiện đại của làng thời trang Việt Nam và thế giới. Quy trình phát triển một bộ sưu tập thời trang từ công đoạn lên ý tưởng đến việc đưa ra thị trường bán lẻ cũng được trình bày chi tiết để khách tham quan hiểu hơn về ngành công nghiệp này. Buổi triển lãm còn là cơ hội để khám phá những xu hướng thiết kế của thế giới, những ý tưởng thiết kế sáng tạo, sản xuất phim hoạt hình, thực tế ảo, công nghệ số và những tác phẩm khác của sinh viên trường đại học RMIT Việt Nam. Chúng tôi là học sinh RMIT, hiện tại đang học ngành thiết kế truyền thông kỹ thuật số. Thì xin vừa rồi chúng tôi đã được học môn thiết kế đồ chơi. Thì hiện tại là mấy bạn nhìn thấy là bộ đồ chơi của chúng tôi có chủ đề là về sóng chim. Qua cái bài tập này thì chúng tôi muốn thể hiện những cái tệ nạn xã hội theo một cái ánh nhìn tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn, hài hước hơn để cho mọi người có thể tiếp nhận nó một cách vui vẻ hơn. Và trong tối ngày 29 tháng 11, những tác phẩm xuất sắc nhất trong từng hạng mục đã được xướng tên tại đêm trao giải sáng tạo của trường.